Vô con, đứng đơ đó làm gì? Hôm nay đột nhập nhà mẹ Hương Hương. Cháu nội ca ca, cười ha ha. Đang nằm làm gì đó? Coi bà dâu kìa, vừa massage vừa tự quay clip để đăng cho kênh Bình Mami. Mới có 30k follow à, sao đu theo mẹ chồng được? Con gái thì chưa có bồ nên phải tự quay clip làm đẹp luôn. Kìa coi nó kìa, lấy thêm cái cây gắn cái đèn livestream lên nữa. Nay mẹ tuyển rể kênh Khanh Gia Gia, 120k follow nha. Con trai thì có kênh Khoa Papa, hướng dẫn trò chơi cho con, 150k follow. Mẹ thì đang quay nấu ăn nè, còn ba thì đang coi điện thoại. Sướng quá, nhà mỗi người một cây tự xử luôn, gấp gọn được, quá xịn. Mẹ chấm cho 9 nút nha.